Vâng, và em Chiến mà định chào tất cả các bác thì nên em có về một con âm ly san sui 707 LX tra. Con này hàng đấu Nhật về thì nó còn thùng xốp nha các bác. Con này là hiện trạng là hàng lưu kho chưa dùng. Thùng thì nó theo thời gian nó mục. Âm ly 707 LX tra thì cực kỳ nổi tiếng nha các bác về âm thanh cũng như là độ thiết kế, độ đẹp của em nó thì dễ ghép loa và công suất nó khỏe, nó tới 330W. Thùng thì theo thời gian nha các bác thì nó mục hơn như bình thường, chủ yếu là cái chắc mé. Thì con này thì còn nguyên luôn các bác, nguyên nghĩa là chưa sử dụng luôn, cái rack cái kém nguồn nó còn nguyên luôn. Thì sau đây em sẽ khui và đưa nó ra để mời các bác cùng xem. Thì em này thì nó còn cái thùng xốp nên là vận chuyển về cước nó cao, thì nó là giá 19 triệu, đắt hơn con hông thùng là 500 ngàn nha các bác. Đấy, còn con hông thùng xốp mà nó vẫn đẹp long lanh luôn là giá là 18 năm. Rồi, thì không để các bác chờ lâu thì em đi vào khui em nó ra để bê em nó ra và que cho các bác cùng xem. Và sau đây mời tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp của em nó nha. Ra khỏi thùng xốp rồi. Bác nào mình sưu tầm em này thì alo cho em nha. Nó đắt hơn những cái con mà không thùng là 500 ngàn. Thì bác nào mình cân nhắc được thì alo em. Đây. Mới tin luôn. Hàng lưu kho nha bác, con này hiện trạng chắc khó có thể là chưa dùng luôn nha các bác. Tại vì những cái rác và rác nguồn nó sân trân luôn nha. Đây có thấy đồ mới này. Mười chín triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, 707 lợi trang. Các bác chơi những con này nó tiện lắm. Thứ nhất là các bác có thể có một cái âm ly có công suất khỏe, và thứ hai là chất âm của em này thì quá là hay rồi, và phân khúc tầm tiền dễ chơi, chơi loa gì cũng được. Và cái quan trọng nhất, nếu các bác chơi những dòng loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì em nó gọi là số 1, tại vì vừa con này có công suất khỏe nên là vừa nghe nhạc vừa các bác có thể ghép vang hát karaoke được. Trang bị có cổng ba lăng này các bác, cổng CD đầy đủ cho tất cả các bác luôn. Con này trở kháng rộng nên hầu hết các dòng loa nó đánh cả những dòng bass $40 nha các bác. Đánh 8 sọt 330W điện áp 100V. Rất là mới luôn. Những con mà nó còn thùng như thế này, nó ở lưu kho ở bên Nhật đó. Đã có hết từ cái logo này. Nó mới. Rồi bác nào mình chốt thì alo cho em nha. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em. Chiến có hai số điện thoại đấy để chốt hàng, và yêu thích những cái sản phẩm nào thì các bác cứ alo trực tiếp cho em.